Mèo có thể nhận ra chủ không? Câu trả lời là có. Chúng sẽ nhận biết qua mùi hương, âm thanh và những cử chỉ hoặc tín hiệu tiếp xúc tinh tế. Mèo của chúng ta có khứu giác nhạy bén, nhưng mùi của chủ luôn thay đổi. Đôi khi là mùi thuốc lá và rượu của bạn trai, đôi khi là mùi thịt nướng vừa ăn với bạn thân, và đôi khi là mùi từ các sản phẩm chăm sóc da và nước hoa. Bạn dễ thay đổi mùi, là mèo cưng luôn bối rối. Thứ hai là âm thanh. Các nhà khoa học Đại học Tokyo đã nghiên cứu trên 20 con mèo và phát hiện rằng mèo chỉ lắng nghe khi nghe chủ gọi tên chúng. Chúng sẽ bày tỏ chú ý lắng nghe, còn khi người lạ gọi tên chúng, chúng lại thờ ơ. Nhưng phản ứng của hầu hết mèo không phải là kêu meo meo với bạn, mà là vẫy tay hoặc đuôi. Thứ ba là dựa vào thị giác. Hầu hết mọi người khi muốn thu hút mèo đều thích ghé sát mặt mình vào tầm nhìn của mèo. Lâu dần, một số mèo có thể nhớ mặt con người. Theo một nghiên cứu của hai trường đại học vào năm 2005, khuôn mặt con người có thể trông rất quen thuộc với mèo. Những con mèo tham gia nghiên cứu có thể nhận diện 54% khuôn mặt người lạ. Mặc dù tỷ lệ 54% đã là rất cao, nhưng thực tế hầu hết mèo có thể không bao giờ hiểu được cử chỉ và biểu cảm của con người như chó. Vì vậy, mèo có thể không quan tâm con người trông ra sao, mà chúng quan tâm đến việc hôm nay có món ăn vặt gì.